Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái bài học biến là gì. Đấy. Để hiểu về khái niệm biến ở trong cái ngôn ngữ lập trình C thì các bạn có thể hiểu nôm na như sau ạ. Thì biến nó sẽ là một cái hộp, đấy, nó sẽ là một cái hộp dùng để chứa các cái giá trị. Đấy. Còn cái hộp như thế nào thì chắc mọi người trong chúng ta đều hiểu rõ đấy. Thì nó là một cái nhân tố cốt lõi ở trong cái ngôn ngữ lập trình C nói chung và tất cả các ngôn ngữ lập trình khác đấy. Và nó như một cái như trước như cái trước mình nói thì nó sẽ như một cái hộp để dùng để chứa là các cái giá trị đấy. Ở đây thì mình sẽ đưa ra một số cái ví dụ đấy, như là x bằng 10, y bằng 2. Đấy. Và ở đây z thì mình sẽ bằng x trừ y đấy. Và để cho cái trình biến dịch nó hiểu mình đang làm gì, ví dụ mình đang muốn khai báo cái biến thì mình phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó, thêm cái kiểu dữ liệu cho nó. Ở đây x bằng 10 chính là cái kiểu integer đấy. Là tính chính là cái kiểu nguyên đấy ạ. Vậy ta khai báo cho nó và sau đó sẽ in ra màn hình cái kết quả của biểu thức này. Đấy. Rồi, sau khi viết xong thì ta sẽ chạy cái chương trình này. Các bạn có thể bấm vào đây cái nút tam giác màu xanh hoặc là các bạn có thể bấm cái phím tắt F5 này. Ở đây mình dùng F5 là cái mình đang sử dụng cái phần mềm quay video nên là nó sẽ bấm F5 nó sẽ zoom lên. Nên là vì thế nên là mình sẽ kích vào cái nút này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cái kết quả là bằng 8 này ạ, đúng không ạ? 10 trừ 2 thì bằng 8, đúng không ạ? Đấy. Sau đó chúng ta có thể thay cái biểu thức này là cái cộng đấy. Để xem này. Thì nó sẽ ra kết quả đấy ạ. Là 12 đấy ạ. Chính là cái 10 cộng 2 được x cộng y sẽ bằng 12. Đấy. Và có thể thay các biểu thức như là nhân nhân thì các bạn sử dụng cái phím sao đấy hoặc là chia đấy. Ở đây mình sẽ thử cái chia cho các bạn xem đấy. Đấy, đây là chia 10 chia 2 thì sẽ bằng 5 đấy. Đây chính là cái kiểu biến kiểu integer đấy. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến cái kiểu kiểu biến khác, đó là cái kiểu ký tự đấy. Đấy thì biến thì ngoài việc nó lưu trữ cái con số là kiểu nguyên thì nó còn có cái chức năng khác, đó là có thể lưu được cái ký tự, số ký tự đấy. Ở đây thì mình sẽ khai báo cho cái biến sủa này sẽ bằng gâu gâu, sủa gâu gâu, và nó kêu thì sẽ là meo meo, và sau đó sẽ ở đây và mình phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó đấy. Với cái kiểu như này thì mình sẽ khai báo cái kiểu character cho nó đấy. Và ở đây mình dùng cái phím sao đấy. Về sau tức là gì thì ở những cái bài học sau thì mình sẽ giới thiệu ạ. Và sau đó in ra cái màn hình cái câu lệnh.
Đây là sẽ là sủa và kêu. Đấy. Giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem đấy. Rồi. Đấy, đây các bạn có thể thấy ạ. Chó sủa gâu gâu và mèo kêu nó meo meo. Đấy. Như vậy đó là một cái chức năng của biến, đó là lưu trữ cái ký tự chữ đấy, lưu ký tự chữ đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp, đó là ở đấy thì nó lưu trữ cái số nguyên đấy. Và ví dụ tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cái lưu trữ bằng cái số thực đấy. Với kiểu số thực thì ở đây ta có thể khai báo số thực, thì cái kiểu khai báo của nó sẽ là float. Ví dụ mình cho đây a bằng 1 điện 1.23, bạn điền số nào cũng được. B bằng đấy, và đây mình khai báo cái biến c bằng a cộng b đấy. Và sau đó mình sẽ in ra cái biến c này. Mình làm một cái ví dụ đơn giản để cho các bạn dễ hiểu hơn. Với kiểu plot thì đấy sẽ là phần trăm f. Đấy. À đây mình sẽ c vào. Đây là cái hàm print, cấu trúc hàm print gì mình đã giới thiệu ở những cái bài học trước. Đấy. Sau đây mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem đấy. Nào. Cần phải một cái dấu xuống dòng. Rồi. Sau khi viết code xong ta sẽ chạy chương trình. Đấy. Nếu các bạn đã thấy thì nó sẽ đưa ra kết quả đấy. A thì sẽ bằng 1.23 cộng cho 2.45 thì sẽ bằng 3.68. Đấy. Các bạn có thể thấy cái số 0 đằng sau ạ. À, mình có thể điều chỉnh được cái số lượng cái số chữ số đằng sau dấu phẩy. Đấy. Ở đây mình lấy hai chữ số sau dấu phẩy thì các bạn làm thao tác là .2% .2f đấy. Vì sao sử dụng %.2f thì những bài học trước thì mình đã giới thiệu rồi đấy, các bạn có thể theo dõi những bài học trước để chúng ta biết thêm đấy. Đấy, kết quả là 3.68 đúng không ạ. Thì trên đây là một số cái giới thiệu về biến là gì đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.